Hộ tôi cái nào cơ đấy, bắt đầu tôi nữa đi, vỡ đầu cho con chó rồi. 9 phát gọi là trượt ra ngoài rồi, đâu bố đâu nữa. À, tôi xong rồi. Chết. Ôi trời. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và được rồi các bạn ạ, ở cái video này ấy, thì mình sẽ sử dụng tiếp cái bộ đồ Ben 10 để đi leo danh thôi em nhá. Thì trước mắt ấy là mình sẽ phải sử dụng cái combo mà mình rất là hay chơi, đấy là súng trường với cả súng tự liên. Đây là cái combo không thể thiếu khi mà mình đi leo danh rồi. Thì là nó ngắn gọn ấy, thì một cái khẩu súng sẽ giúp mình đi bắn tầm gần và một khẩu súng sẽ giúp mình đi gọi là tiếp cận tầm xa, nó sẽ tốt hơn mọi người nhá. Đó, sử dụng cái combo như vậy thì nó sẽ khá là nhuyễn. Tôi vừa nghe thấy chân ở trong nhà này. Đây người bỏ là đi rồi. Giời ơi. Mạng hàng đầu tiên rồi em ạ. Quá là easy luôn. Mà thiên nhiên này chẳng hiểu sao là số này đen vãi trưởng, mặc bộ đồ màu xanh lá cây nhưng mà đời lại không xanh cơ. Đời lại quá đen đấy gặp mình. Ê chứ cha hiểu đồ kiểu gì. Ủa, mà sao cái ông ngắm hãy cái trang bị từ vào vậy? Lỗi game à. Bật bố đi cho nó lành. Được rồi, vậy là ngay từ lúc đầu game mà chúng ta đã có được cái mạng hàng đầu tiên rồi các bạn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục là ra cái căn nhà khác để trích thử xem là quanh xung quanh cái khu này là có người hay không em nhá. Nào từ từ, nhìn xuống dưới đây này. Không thấy có người đâu nhỉ. Ui, chỗ này vắng thế. Không thấy đằng nào luôn. Ê, để sang căn nhà thử xem. Ê, bò lạc cái rồi. Rồi ôi, giật cả mình luôn. Méo hiểu kiểu gì, tự nhiên một thanh niên đã lòi mặt ra. Thế là cho mày lấy bảng số luôn. À, một thằng, à mày chú này trên này đấy giờ con chó này nhổ nhà nhằng dành còn bố lao. Hóa ra nãy giờ nó chú trên này nó đợi mình em ạ. Khổ thân tôi ghê luôn đấy, quả đấy chắc phải vắt giá chạy tám hướng mày làm mới chạy được em ạ. Ok nhá, thì được rồi, bây giờ là chúng ta đang xuống cái khu vực khác để đi kiếm thêm người. Và quanh cái khu này như thường lệ thì nó cũng khá là vắng. À, có cái UAV quét này, hình như trên nhà này có người em ơi. Lên trên luôn, lung linh cả lên luôn. Đây, lại chơi kiểu gì ấy, chơi gì mà kỳ đấy bạn này, chơi gì mà kỳ bạn ấy. Rồi ôi, vỡ đầu luôn con chó. Vớ pha vớ vẩn, tưởng rình mà trên nhà mà mình ngon à. Vớ pha vớ vẩn, mới giỏi mày bắn tao đi, nó xịt mày luôn đấy. Đấy, thấy gì chưa, mày năn nỉ thằng này bắn mình, nó mày có chết đâu. Cho nó bắn là gọi là gọi cả đồng đội ra. Ua, đâu, em đùa. Mấy anh chơi kiểu gì chơi kỳ thế. Em chỉ trêu đùa anh mấy anh mấy một tí thôi mà. Và mấy anh cứ gọi là cục xúc như này thì sau này gọi là yêu ai được. Yêu con gái thì phải thùy vị với ta, phải dịu dàng một tí, chiều người ta một tí. Như mấy anh mà cứ đánh em như kiểu đánh đàn ông như thế này không được rồi. Mà nói cho mọi người biết ấy, mình không phải là đàn ông đâu. Mình là BD ấy, đồng một gốc xuyên đấy mọi người. Thế là mọi người phải gặp mình ở trong danh thì nhẹ nhàng giúp mình thế thôi. Gọi là phụ nữ yêu đuối mà mấy ông gọi là cứ hành xử thô bạo thế thì bố ai mà chịu được. Ok. Nào, ok, khu hồ hoàng sắc này nó gọi là xanh mơn mận luôn anh ạ. Phải nói dùng cái từ đấy quá chuẩn luôn. Đồ dịn có á. Thế quá là vừa đấy thằng nào nó bắn mình nhỉ. Đang nghi là trên nhà này có một thằng này. Nào, chúng ta sẽ lên phía trên trích thử phía trên xem. Phía trên này có người hay không nào. Nào, không có à. Thế vừa đây cái tình nhiên bắn mình ở chỗ nào nhỉ. Đây ơi. Con lợn này, mình ra đây. Mày ra đây con lợn, đây. Mù mắt em rồi. Thôi xong, mày ra đây. Mày chạy đâu rồi. Sao lại chạy cắm đầu con cổ mà chạy thế bạn ơi, cắm đầu con cổ chạy thế. Từ từ nếu móc vòng ra phía sau nhá, ông nghĩ ông chạy thoát được tôi á, ông già bắn tôi và phát sau đấy là ông bỏ của chạy đến người á, như thế mà chấp nhận được à? Thằng danh con bố láo này, thằng danh con bố láo nó chưa cho căn, nó chưa cho căn con chó này sột căn là solo với cả MP40 à, tuổi tôm tuổi lìn nhá, nhổ nhằng thấy người ta dễ dãi cứ thế mà gọi là làm càn làm tới như thế nó cũng được nhá. Danh còn chạy nữa. Ok, vậy là chúng ta đã có được cái mạng ngục thứ 5 rồi em ạ. Thì có lẽ là quanh cái khu này khả năng cao hết người rồi đấy. Chứ gần như rất là hiếm cái trường hợp đấy là một đống thiên là tụ tập ở quanh khu này chỉ để đi bắt mình thôi mọi người. Nói chung là trường hợp đấy nó có xảy ra, em hiếm ai, vãi cả trưởng luôn. Đây là trong số hiếm luôn anh em ạ. Mẹ nha mày, tao đùa mày à. Để người ta cuốn máu người ta lút đồ ấy, coi người ta vừa hạ được mạng cái không tha được ta. Bố tiền sư con chó lợn này nữa, từ phải cho nó lên bảng điểm số nó mới chừa. Mày ra đây à, có bóng keo à? Ra đây nữa đi. Mày ra đây nữa đi, tao xin mày luôn đấy. Ra đây. Để tao cuốn vào chỗ này ra đây. Sau đấy là tôi nhảy lên tôi chơi ông luôn nhá. Ông tưởng ông đút sau quả bóng keo ông sống được à? Nào câu của lưỡi đạn này. Quả này câu highlight cho anh em xem này. Gì ạ? Dính luôn, 50 HP thôi. Lên luôn anh em ơi, 50. Ui giời ơi, vãi cả trưởng luôn. Nó bắn được vào người mình ấy mọi người ạ. Một phát 150 máu. Thằng dùng súng bắn tỉa à? Mẹ ghê vãi trưởng ra luôn đấy. Đúng kiểu bê giái tay chạy tám hướng à, bay ra và chạy thoát cái khẩu súng thanh niên này bắn ra rồi em ạ. Nó bắn mình có vài giây rồi một phát là mất 150 máu, trong khi tôi bắn may mà quả tôi bắn vào đầu ông kia, không là tôi là người lên bảng điểm số trước bố nữa rồi. À thằng này chơi shotgun này. Nhưng chơi shotgun bắn kiểu gì, bắn vài phát cho mình là mình ngõm nhỉ. Mẹ bắn ảo vãi trưởng ra luôn.
Nói chung là mình thấy là cái khẩu M7 khi vừa mới bắt đầu ra mắt ấy, mình đã thấy nó rất là khỏe rồi. Mặc dù cái khẩu này không cần bất kỳ một cái skin súng nào nhá. Đây là một cái khẩu rất là đặc biệt mọi người ạ. Không cần bất kỳ một cái khẩu skin súng nào, một cái trang bị nào cả, mà nó vẫn rất là khỏe. Đó, mà nó bắn còn ổn định hơn cả cái khẩu M14 với cả cái khẩu gì nhỉ? Khẩu shotgun M887. Đó, đấy đấy. Mấy khẩu shotgun đấy với cả M8.3 nữa. Mấy khẩu đấy tôi nói thật đấy, sức mạnh kể ra là không bằng cái khẩu MAG7 đâu em ạ. Chơi nó vừa bắn nhanh và vừa có tốc độ bắn nó quá ảo luôn. Nói thật đấy, ở cái vị trí tầm gần mình thấy đây là một cái khẩu súng quá là tốt. Anh em nào không biết sử dụng thì quá là phế, phải y hệt như mình vậy nhá anh em nhá. Thôi nói thôi, tôi cũng có biết sử dụng quá đâu, phải mõm tí thôi. Cái cầm cái khẩu đấy tôi bắn 10 phát thì 9 phát gọi là trượt ra ngoài rồi, đâu bố đâu nữa. À tôi xong rồi, chết ôi trời ơi. Sao lại như thế? Tôi chỉ muốn câu lưu lên phía trên thôi mà. Mẹ tự nhiên chạy ra bóp lái mình trên này thì bố ai mà chơi được. Được rồi, cuốn máu cho đầy đã nhá. Được rồi, quay tiếp tục quay tay, vận may sẽ đến thôi em ạ. Nào phía trên nào, có qua nào. Ồ chết, bố luôn. Nhảy bố, nhảy bà nó xuống này, vãi cả trưởng. Nào trên này không có người, tôi biết ngay mà tôi đoán thôi. Tôi thử lòng với ông ấy thôi, chứ tôi biết là vị trí không có người rồi. Tên là tôi mới thử lòng gọi là câu của lựu đạn đấy. Chứ tôi mà biết, đây, đưa em đang xạo chó tí mà anh cũng làm phiền em. Con lợn này nữa, mày chỉ được cắn trộm được mai bằng thôi, chạy nhá. Trong 3 sau kế chuẩn là tự sách em ạ. Ok, rồi, ok. Sau khi chúng ta đã kiếm được một cái vị trí an toàn thì mình sẽ phải cuốn móng cho đầy đã. Thiệt sư đi lên kiều, không có tưởng trời đủ dễ à, cũng lúc sau giữa em gì nhau. Ra đây. Mặt ghê quá nhỉ, ông như kiểu là dân xã hội gì, định ra đây gọi là đòi thuê chấm hướng à. Tụi này ghê, tụi sợ ông quá cơ, ra đây đi. Thật cả lò nhà ông đấy. Chờ anh hai em ạ, thấy đi à. Mình mõm cho vài câu cái là sợ ngay luôn rồi. Làm gì có chuyện là nhảy ra bắn mình nữa đâu, đúng không? Và được rồi, bây giờ chắc là chúng ta sẽ trôi khỏi cái khu vực này thôi. Chứ ở quanh cái khu này mãi cũng chả là cái gì đâu em em. Nó bo nó bắt đầu thu rồi. Bên dưới kia đang có con xe Lamborghini á, siêu xe kìa. Thế xuống dưới lấy đâu chứ gì nữa, hợp lý. Nào bây giờ có xe để chúng ta di chuyển nhá. Nhưng chúng ta vẫn phải gọi là ngó ngang, ngó dọc và ngó đằng sau nha mọi người. Ở trong mấy cái map như cửa đảo thương đường hay đảo quân sự, lúc nào thế sẽ có một số thanh niên là chuyên sử dụng cái khẩu súng bắn tỉa, mà sử dụng hai khẩu một lúc cơ để thay đạn liên tục và bắn khẩu này phát lại sang khẩu kia, cứ thay đổi đạn liên tục, vào một viên là trúng là 150 máu rồi. Ơ bò lạc này, ôi làm gì ấy, xuống ấy, ấy bắn đi, thách cả nó, bắn đi, bắn tôi đi, trời ơi, tưởng như thế nào, mặt tôi như cái hồng tâm như này, bắn không trúng nữa, sau này đi bắn tim, gọi là thả tim gái, thả thính gái làm sao được, đúng không? Đứa ra vẫn thằng bà tỏi thì tôi đứng nhờ không thể phát lào ngay. Đó em thấy gì chưa, cái bí quyết ấy khi mà bắn nhau ấy, anh em nhảy lên xe cho mình không nói nhiều. Lên xe xong lại xuống xe, thề luôn không bao giờ là bắn được trúng đầu luôn, nhưng mà kể ra là thằng này nó bắn cũng hơi gà một xíu. Quả đấy tôi không dẹp xuống xe luôn nên nó không bắn được. Không biết là có phải do là hai con xe đang là gần nhau không nên nó bị ghim tâm ở xe ấy, thì bắn mãi nó trúng mình luôn. Khổ tân thanh niên này vãi trưởng, nó chạy luôn nhá. Ui vãi trưởng luôn, đùa nhau đấy à. Cái súng nhổ của tôi vừa đấy bắt đầu đang gần nát rồi, tôi sử dụng luôn hai bộ sửa chữa giáp. Mẹ cay thế nhỉ. Quả tí nữa mà trong bo cuối mà có thằng nào trên phóng lựu nó bắn cho ấy, chắc là què mỏ luôn chứ đùa đâu. Ok nhá, vậy là hiện tại là trên bàn chúng ta 3 thanh niên nữa và chúng ta đã đi đến một con bò lạc đang chạy ở ngay phía ngoài đồng rồi. Và bây giờ mình sẽ cho thanh niên này lên bảng thi số luôn. Rồi ôi, lên trên đàn nhớ bạn ơi. Quá là easy luôn. Được rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ lên xe và tiến ra cái vòng sát thanh niên này. À thôi, khỏi gần lúc sai đi. Bây giờ chơi bản đồ đúng một thanh niên cuối thôi. Quả này không tốt nữa là tụt quần này, chạy quanh phòng gọi là show live stream cho em coi luôn nhá anh em. Không nói nhiều. Được rồi, người đâu rồi? Ơ, sao không thấy người ở quanh khu này? Mẹ nó vắng vãi trưởng luôn đấy. Mình ngỡ là quanh... À, thằng nào bắn xe đấy. Thằng này láo. Thằng nào bắn xe của anh ấy? Hả? Quay đi quẩn lại mà không thấy thằng nào, và tự nhiên con tiếng bắn bắn gần vãi trưởng luôn, chắc chắn là phía bên phải rồi. Nào xuống xe luôn, mày ra đây. À mày bắn ai, mày bắn ai con chó này. Giờ mày dựng con keo ra, mày cố gắng mày dựng con keo này chơi tao cái nhá. Đấy tao cuốn vào tới đây này, này mày ra đây, mày ra đây tao xin mày luôn đấy, tao lăn nỉ mày luôn đấy. Mày ra đây mày nói mà tao ló đầu mày ra, mày ra đây tao xin mày luôn đấy. Tao đây bắn vào mặt tao đi, tao mặt tao như mặt thớt này, mặt tao như mặt thớt này, bắn hộ tao cái. Mày ra đây, mày chạy đâu vừa đấy, bắn đây, bắn nhau là hàng máu lắm cơ mà. Bây giờ ra đây ông sổ mặt tôi, hộ tôi cái nào. Ra đây bắn đầu tôi nữa đi, vỡ đầu cho con chó. Rồi ôi top 1 luôn rồi, quá là gì luôn. Ok, vậy là mình đã giành tôi một rồi. Và nếu như mọi người thấy video mình hay ấy, thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể ủng hộ cho mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.